mình đặt hàng để lại số điện thoại nha. Trời ơi. Một... Quý vị ơi, đây một trời một vật, một màu đen đen, trắng thêm vàng vàng, mình kỳ để giùm cho Lâm những gì nha, mình kỳ để giùm cho Lâm, bởi những cái này nó hơi đen đen, nó bám vô cái móng tay chúng ta những gì nha. Trời ơi, cực kỳ trắng luôn. Cực kỳ trắng luôn gì. 20 phút trước. Quý vị coi cái chai nó rất là đẹp những gì nha, và tinh chất bùn than tre, đó bùn kết hợp với than tre. Bên em bán hiện tại với giá là 490.000 cái chai bự chà bá như thế này. Rồi mình xức lên giùm cho em. Thì cái chai trong đây nó màu đen quý vị nha, em đang sử dụng chai này. Đó, màu đen. Và tính chất là than tre cũng như là bùn núi lửa như gì nha, than tre và bùn núi lửa. Mình xức lên giùm cho em, mình xức lên tay giùm cho em, mình xoa đều để chừng 15-20 phút. 15-20 phút riêng em không có thời gian thì em sẽ, đây, hai tay hiện tại đang bằng nhau gì nha, hai tay bằng nhau. Và bây giờ em sẽ test thử cho gì coi, cái tạc dùng của nó như gì nha. Đây là tắm trắng một bước nha cả nhà ơi, và cực kỳ hiệu quả, cực kỳ trắng luôn cả nhà ơi. Tắm trắng một bước thôi, nghĩa là chúng ta sử dụng một bước thôi là sẽ có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Để chừng 15 phút giùm cho Lâm thì những cái tinh chất than tre trong đây thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta và làm da ta bật tông và trắng sáng cực kỳ luôn. Và một điều đặc biệt là quý vị yên tâm, ở bên đây có giấy công nhận, giấy nè, nè đó, giấy bộ y tế rồi nè. Một chai bên em bán hiện tại với giá là 490.000. 490.000 đồng giá ngày hôm nay, tất cả sản phẩm đều như vậy hết. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em, hoặc là xin phong để số điện thoại giùm cho em, thì em sẽ alo cũng như là tư vấn cho mọi người. Và chúng ta tẩy ra. Đây hai tay hiện tại nó đen như nhau. Đây mình tẩy ra giùm cho em. Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại nha. Trời ơi. Một... Quý vị ơi, đây một trời một vật, một màu đen đen, trắng thêm vàng vàng, mình kỳ để giùm cho Lâm những gì nha, mình kỳ để giùm cho Lâm, bởi những cái này nó hơi đen đen, nó bám vô cái móng tay chúng ta những gì trời nha. Trời ơi, cực kỳ trắng luôn. Cực kỳ trắng luôn gì, thấy đỏ, là... thấy đỏ, thấy đỏ, thấy đỏ. Đây là tắm trắng một bước và không hề ăn nắng nha chị Nguyễn Tình ơi. Bây chị Mai Trang ơi, 490k một chai cho chị nha. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha cả nhà. Dạ, sản phẩm của Hàn Quốc như vậy nha. Chính vậy nó có giá hơi cao một xíu, hơn hàng Việt Nam của chúng ta như vậy nha. Mọi người mua đây. Thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay lẹ chân, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả đây. Quý vị coi, bàn tay em xòe ra như hoa vàng năm cánh, cánh hoa vàng ống anh, bàn tay trắng nõn là như một con gà móng đỏ luôn. Trời ơi, con nó trắng quá nè mẹ má ơi. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em. Cái sản phẩm này em like một lần rồi nhóm gì nha. Đây quý vị coi, hai bàn tay nó khác biệt rõ ràng quý vị. Nhưng mà dạ, cái này em kỳ hơi đỏ ơi. Đây cả nhà ơi, mình mua 3 chai sẽ được tặng một chai cho cả nhà ơi. Quá cực. Ôi quá trời luôn cả nhà. Mua 3 chai sẽ được tặng một chai. Nhanh tay lẹ chân mua giùm cho em 3 chai để dành quý vị ơi. Nhanh cơ hội ngày hôm nay có 3 chai cả nhà ơi. Cái chai nó lớn như thế này thì mình sử dụng chắc cũng phải được 2 tháng nha mấy chị nha. Nếu như ngày nào cũng sử dụng nha cả nhà ơi. Là cái chai bình thường màu đen như thế này, là ai mà đen quá sử dụng cái chai này giùm cho Lâm là tắm một lần, và sau khi mà da chúng ta mởn lên thì chúng ta sử dụng cái bộ này giùm cho Lâm. Nếu như ai mà không có điều kiện thì mình sử dụng một cái cũng được luôn. Còn nếu như ai mà muốn da mình trắng hơn, mịn màng hơn, chúng ta xài một combo giùm cho Lâm như vậy nha. Chai màu đen như thế này là tắm trắng một lần, còn chai màu hồng là tắm trắng hàng ngày như vậy nha. Tắm và kích trắng hàng ngày. Chai này ban đêm mà một chai này ban ngày như vậy nha. Mình kết hợp nguyên một bộ skin AEC này sẽ làm làn da chúng ta cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Yeah. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em. Bộ sản phẩm ủ kích trắng dưỡng ngày dưỡng ban đêm là 1.470.000 tặng một tấm tắm tẩy chế bào chết trị giá là 490.000 nha. Có nghĩa là bây giờ mọi người mua 3 sản phẩm như thế này thì bên em sẽ tặng cái gì, một sản phẩm như thế này ok. Cái gì coi nè, có nghĩa là khi mà khách người ta xài rồi người ta mua lại nè, cái gì người ta mua lại bên em nè, cái gì đây. Đây, con bé Liên Út nè, mình muốn mua thêm chai này nha quý vị nha. Nói chung là người ta xài rồi xong ta cảm thấy tốt quý vị, cái ta quay trở lại ta mua rất là nhiều quý vị nha. Và sản phẩm này cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn. Đây là dòng sản phẩm cao cấp chuyên về dòng tắm trắng. Chính vì vậy mà chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em quý vị nha.